Bô Long Milwaukee có hai chương trình dành cho anh em là mua thân máy tặng pin đối với những anh em nào mà có sạc rồi, còn đối với những anh em chưa có sạc thì anh em có thể mua set combo tặng một bộ đầu khẩu 14 đầu lên đến 27, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 27 là bộ đầu khẩu để anh em bắn cho con bô lông này. Bô lông này là một con 339 N, tương đương với con bằng con 12V nhưng mà sử dụng pin 18, 3 cấp chỉnh lực auto stop. Mã của nó là M18FIVW212. Con này là hàng chính hãng đời mới 2021-2022, có mã QR để anh em check. Mã QR này để anh em kích hoạt điện tử, bảo hành lên đến 1 năm rưỡi. Sản xuất cuối năm 2021 nha anh em. Còn đây là bộ đầu khẩu. Bộ đầu khẩu của nó thì vừa do con bu lông này là vừa xài bi này, vừa xài phe này, vừa xài lỗ này. Đó thì anh em sử dụng rất là chắc chắn nhá. Đó, anh em gắn tiếp bu lông vào rất là chắc chắn. Đó. Đây. Gắn tiếp bu lông vô thì nó rất là chắc chắn nhá. Không có bị rơi rớt bi nằm ở đây. Thì anh em đối với anh em nếu mở thì anh em có thể dùng cây tô vít trọt viên bi vào để anh em rút ra. Đó, còn không là anh em giật mạnh nó ra. Tùy trường hợp nhá. Đầu này đầu tiếp 13 này. Rất là nhỏ gọn khi anh em bỏ tiếp bu lông vào bắn. Sửa xe máy rất là tiện, sửa xe hơi cũng rất là tiện nhé. Xe máy, xe hơi mở ốc 4 chỗ, 7 chỗ. Anh em có thể để trên xe hơi để dự phòng thay bánh xe khi gặp sự cố. Rồi, báo giá cho anh em luôn. Thân máy hiện tại là giá 4.500.000. Sẽ có chương trình là tặng một pin 5A này. Đó. Sẽ có chương trình là tặng một pin 5A này. Còn đối với những anh em nào mà đã có sạc rồi thì anh em có thể mua thân máy tặng pin như thế này. Đó. Còn những anh em nào mà chưa có sạc thì anh em có thể mua chương trình là combo 2, một máy 2 pin 1 sạc, 2 pin 5A. Một sạc 7.400.000. Được tặng thêm một bộ đầu tiếp này. Đó. Được tặng thêm một bộ đầu tiếp này. Kèm theo là bên em sẽ tặng thêm là một bộ bao tay kèm theo một cái mắt kính. Đó, đây là set combo của nó. Dành cho những anh em có nhu cầu khi mua nguyên set 7.4 triệu. Thân máy tặng 2 pin 5A, tặng sạc, tặng thêm một đôi bao tay và một cái kính để anh em sử dụng công trình. Đó, set này 7.4 triệu, khá là rẻ so với hàng thị trường Mỹ nha anh em. Đặc biệt là bảo hành lên đến 1 năm rưỡi cho anh em. Và anh em lưu ý chương trình bảo hành của Milwaukee rất là tốt. Gọi là tốt nhất hiện tại luôn. Tại Việt Nam là Milwaukee đang bảo hành là tốt nhất luôn. Rồi. Đối với sạc sẽ được bảo hành 1 năm 1 đối 1. Đối với pin sẽ được 1 năm 1 đối 1. Đối với thân máy bảo hành 1 năm. Hư cái gì thay thế linh kiện cái đó. Còn đối với những em nào mà kích hoạt điện tử thì sẽ được bảo hành 1 năm rưỡi. Đó. Có hai chương trình bảo hành. Một là bảo hành giấy, bằng giấy bảo hành. Hai là bảo hành điện tử. Là anh em kích hoạt điện tử sẽ được bảo hành thêm 6 tháng. Đó. Những anh em nào mà mua hàng bên em thì em sẽ hỗ trợ phần bảo hành này cho anh em. Cụ thể luôn. Khi gặp sự cố cứ liên hệ em sẽ hỗ trợ phần bảo hành. Đó. Phiếu bảo hành của hàng. 7.4 triệu bộ này rất là rẻ luôn nha anh em. Anh em quan tâm thì có thể liên hệ em. Sẽ hỗ trợ cho anh em đối với bộ này. Chương trình khuyến mãi thì diễn ra cũng đến tháng 3, cho nên anh em tham khảo. Đó. Mua sớm thì có khả năng còn hàng, còn mua trễ nhiều lúc hãng hết hàng thì hết chương trình. Thì đến lúc anh em mua thì hơi muộn, thì không có thì đến lúc đó thì lại tiếc nữa. Rồi, cảm ơn anh em. Anh em quan tâm thì liên hệ em qua số điện thoại trên tiêu đề. Kèm theo Zalo
là số điện thoại trên tiêu đề luôn. Anh em xem cho em một like, một đăng ký kênh. Đó. Để đủ 20.000 lượt theo dõi thì em sẽ có chương trình khuyến mãi đặc biệt bên em cho anh em. Khi được đạt đủ 20.000 lượt người theo dõi. Rồi tiếp theo em sẽ lên bộ bê tông cho anh em nhé. Bê tông sẽ một bộ bê tông hiện tại giá cũng khá là tốt. Cho nên em sẽ lên bộ bê tông cho anh em. Rồi tiếp theo lên bộ bê tông cho anh em nhé. Đối với bộ bê tông Milky này thì đang có chương trình là mua nguyên bộ giá chỉ có 8 triệu, còn thân máy 7 triệu rưỡi rồi. Chương trình này thì chắc diễn ra lần này khá là tốt cho anh em. Thân máy đây nha anh em. Đời mới, cái này là đời sản xuất năm 2021 nhưng mà mẫu là mẫu 2022 mới về Việt Nam. Đây. Mẫu này thì mã là 18FHX. Rất là ngắn gọn cho anh em. Mã rất là đơn giản luôn, FHX. Đây. Có mã QR cho anh em luôn. Made in China. Theo thị chuẩn của thị trường Nhật. À thị trường Hàn Quốc nhập. Mũi SDS Blood Hammer 26mm. Khá là đẹp luôn. Thay đầu. Con này thì khỏe hơn con FHX. Và có thay đầu cho anh em luôn. Đó, anh em quan tâm đến con này thì có thể liên hệ hàng thay đầu. Và đây là đầu autolock của nó. Đó, thì anh em có hai đầu để anh em sử dụng. Một đầu là kẹp mũi 13 ly SDS. À 13 ly autolock. Và một đầu là kẹp SDS để anh em khoan bê tông. Một cái này thì để anh em khoan khoan gỗ cũng được, khoan tường cũng được. Còn khoan mũi xuyên tường với này kia thì anh em có thể kẹp SDS xuyên tường hoặc rút lõi này kia. Còn đây là mũi 13 ly để anh em khoan những cái mũi nhỏ tiện hơn. Bộ này thì khá rẻ nha, 8 triệu thì quá rẻ luôn. Ưu điểm của nó là được anh em sẽ được pin 5A này. Pin 5A này là trị giá là 1 triệu 800 ngàn này. Thân máy của nó là đang niêm yết là 7 triệu rưỡi nha anh em. Pin 5A đang có giá là 1 triệu 800 ngàn này. Sạc nhanh đang có giá là 1 triệu 4 này. Thì khi anh em mua bộ như thế này thì giá khá là tốt cho anh em rồi. Cho nên anh em tham khảo nhé. 8 triệu cho một combo như thế này. Quá rẻ dành cho những anh em nào xài bê tông. Hiện tại bê tông của DeWatt đang lên giá rồi. Con mà con yếu hơn con này nhiều. Con DeWatt là mã là DCH273 DeWatt. Hiện tại là thua con này xa và giá của nó đã lên rồi, lên giá cao rồi. Cho nên là bộ này là thích hợp cho anh em sử dụng. Giờ một bộ DeWatt chưa có thùng nó cũng nằm tầm hơn 7 triệu rồi. Giá hiện tại con 273 yếu hơn con này và sử dụng một đầu SDS. Còn con này là con đa năng và đang có chương trình. Cho nên là mưu đợt này đối với chương trình này thì anh em có thể cạnh tranh được với DeWatt. Đối với bộ bê tông này thì anh em nào xài bê tông của Miu thì yên tâm luôn. Vấn đề bảo hành là bao nét từng cm. Nếu anh em có gãy búa trong con bê tông này thì hãng cũng sẽ thay mới cho anh em luôn. Anh em lưu ý nhé. Trong quá trình sử dụng, nếu anh em sử dụng bị bể búa này sẽ được thay mới luôn. Nguyên cụm này nó sẽ thay mới. Hãng để Miuki bảo hành rất là tốt. Cho nên là nếu mà anh em xài bê tông cày công trình thì nên mua con Miu này. Đó. Ví dụ anh em gãy phần này nó cũng sẽ thay cho anh em mới luôn nguyên cụm. Anh em xài nếu mà bị nứt gãy phần này nó sẽ thay nguyên cụm cho anh em, bảo hành chính hãng rất là tốt. Đó, có chống rung này. Cò rất là mượt mềm. Đó, bốn chức năng, có chức năng đục luôn. Con này thì mẫu khá là đẹp, chữ Milky lớn. Rồi. Thì đây là chương trình
để anh em tham khảo về con bê tông cho công trình. Hàng mưu đa số là đưa vô công trình lớn, công trình nhà nước cũng như công trình xây dựng nhà xưởng này kia thì mưu đưa vào công trình rất là nhiều, chứ không phải như để quát là dân dùng nhiều. Đó, anh em lưu ý là hàng mưu là đa số là công trình nó đang sử dụng hết, VAT đầy đủ, COCQ anh em cần có luôn, cho nên là anh em đưa vào công trình rất là tiện lợi. Rồi, đây là một bộ của nó, anh em tham khảo. Một máy, một pin, một sạc, có thùng luôn. Cái thùng này trị giá của nó là 500 ngàn rồi nha anh em. Đó, trị giá cái thùng này là cũng 500 ngàn rồi. Đó, thùng này thì anh em có thể giật cái khay này ra làm thùng đồ nghề. Nó cao lên tới 20 rồi, cho nên là anh em đựng đồ nghề thoải mái luôn. Chiều rộng của nó là 40 rồi, hai găng tay này, 40 này. Đó, chiều cao là 20. Còn chiều dài này là đó, dài là tầm 30. Anh em trải mút, anh em đựng đồ nghề hoặc là đựng một số máy khác thoải mái luôn. Rồi, anh em xem video thì cho em một đăng ký kênh, một like. Chia sẻ được thì càng tốt. Đó, đủ 20.000 người theo dõi em sẽ có chương trình hỗ trợ cho anh em. Rồi, anh em tham khảo con này thì liên hệ em nhé. Rồi, do anh em mua khá nhiều cho nên hôm nay em tiếp tục nhập về con Milky M12 tặng pin 6A. Giá chỉ có 4 triệu thôi, tặng pin 6A cho anh em luôn. Pin này là trị giá 1 triệu 2 rồi. Thân máy này 4 triệu, tính ra là anh em mua thân máy này chỉ còn lại là có 2 triệu 8 thôi. Anh em lưu ý nhé, thân máy thành ra là rẻ, quá rẻ luôn, 2 triệu 8 là quá rẻ đối với một con bu lông luôn. Tặng pin 6A này trị giá 1 triệu 2 rồi. Đó, thì anh em có thể tham khảo. Bộ này thì hiện tại giá khá là tốt đối với những anh em nào mua để sử dụng sửa xe máy nhé. Lực siết lên đến 339 N, rất là khỏe luôn. Đó, mở ốc nồi tay ga cũng như là xe 4 chỗ 7 chỗ thoải mái. Em đang để trên xe 7 chỗ để sơ cua mở bánh. Đó, thì anh em có thể tham khảo bộ này. Thân máy tặng pin 6A. Thân máy thì nhỏ gọn nha anh em. Chiều dài của nó thì hiện tại là chỉ có 124,5mm thôi, là chiều dài dài toàn thân, kể tính cả cái đầu tiếp bu lông này luôn, phần này luôn là chỉ có 12,5cm. Đó, thì anh em có thể tham khảo. Đèn led có auto stop đầy đủ để anh em mở ốc không có rơi. Con này thì trong công trình nhà xưởng xài rất là nhiều. Đối với anh em mà chuyên về các cái máy công nghiệp á, có những con ốc nhỏ này kia từ 24 đổ về thì anh em sử dụng con này rất là nhiều. Nó cũng như là bên điện lực cũng xài con này. Cho nên anh em có thể tham khảo mua thân máy tặng pin 6A, thành ra anh em mua rẻ cái thân máy còn có 1 triệu à còn có 2 triệu 8. Pin 6A được tặng này là 1 triệu 2 giá trị rồi, cho nên là đây là chương trình tốt cho anh em nhé. Bình thường anh em mua thân máy này nếu mà hàng Mỹ cũng nằm tầm 3 triệu 6 rồi. Nhưng mà đây hàng Việt Nam chính hãng 4 triệu tặng pin 6A quá rẻ luôn, rẻ hơn hàng Mỹ rất là nhiều. Bảo hành rất là tốt nhé, 1 năm bảo hành, hư cái gì thay thế linh kiện cái đó. Kể cả anh em gãy đầu tê cũng sẽ được bảo hành luôn. Tất cả cùng búa được bảo hành này, mạch được bảo hành này. Đó, anh em lưu ý, mỗi linh kiện bảo hành một lần. Cho nên anh em yên tâm, kể cả rotor stator bị hư cháy cũng sẽ được thay luôn cụm. Tặng pin 6A này, pin tặng này là pin chính hãng và kèm theo là được bảo hành 1 năm 1 đổi 1 đối với pin tặng luôn. Cho nên anh em tham khảo phần mưu nhé. Rồi, cảm ơn anh em.